Hello các anh em, gần 2 tuần rồi mới gặp lại mọi người. Ôi trời, quá lâu. Rất là bận cho và cho nên cái việc ra video nó hơi khó đối với mình. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình đã quay trở lại và với một cái chủ đề đó là Best Cheap Fragrance. Một cách đơn giản đó là những chai nước hoa giá mềm, chất lượng cao. Và mình nghĩ rằng trong cái thời buổi xăng tăng như thế này thì nó sẽ là một cái chủ đề rất là hợp cho các anh em nào kinh phí nó không dư giả hoặc là sinh viên nhưng chúng ta luôn thích thơm. Và một cái gì đấy nó cũng có một chút cá tính, một chút độc lạ. Thì cái chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các anh em 7 hay 8 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng nó là ngon, bổ và rẻ đó. Và bây giờ anh em mình không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng vào chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, lên đường. Chai nước hoa đầu tiên đó là sản phẩm của nhà Banana Republic và nó có tên là 78 Vintage Green. Đây là một tông mùi hương giữa trà kết hợp cùng với một dạng kiểu green tạo nên một cái mùi hương rất là đáng tiền khi mà chúng ta bỏ ra để sở hữu em nó. 3 năm trước khi mình mới bắt đầu phát hiện ra chai nước hoa này thì mình có trao đổi với một số các anh em cũng chuyên đi tìm những chai ngon độc lạ, một dạng kiểu ngọc ấy. Và mọi người gần như không hề có một cái khái niệm gì về chai nước hoa này. Và cuối cùng là mình quyết định là thử order xem nó ra làm sao. Và nói chung là cũng may mắn là nó lại là một cái trái ngọt đối với mình. Tất nhiên thì bất kỳ một chai nước hoa nào cũng có người khen và kẻ chê, chứ không thể nào là đều là khen hết cả. Và chai nước hoa này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên mình nghĩ rằng nó vẫn là một cái mùi hương xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu. Do vậy anh em nào mà thích tông mùi trà và một cái gì đấy một dạng kiểu tông theo tông green ấy, xanh cỏ của lá cây, thì 78 Vintage Green là một sự lựa chọn rất đáng tiền. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Kenneth Cole và nó có tên là Mankind Hero. Anh em nhìn qua một chút đấy. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Đây là một chai nước hoa mọi người đừng hy vọng nó là độc lạ. Nó là một dạng kiểu style giống như những cái mùi hương của Hugo Boss. Đó, thì với cảm nhận của mình, style của Hugo Boss đó là lịch sự, không quá là độc lạ và dễ dùng. Đó, lịch sự, không quá độc lạ và dễ dùng. Thì với Kenneth Cole, Mankind Hero cũng là không phải là một ngoại lệ. Khi mà chúng ta xì chai nước hoa này thì anh em sẽ có một cái mùi hương nó khá là lịch sự, nam tính. Không, nói chung là nó hơi bị giống như kiểu là một cái gì đấy không phải là quá là mới mẻ. Cho nên khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng nước hoa, một mùi hương dễ dùng, một mùi hương lịch sự và đa dụng, thì Kenneth Cole Mankind Hero là một cái mùi hương như thế. Nó không dành cho các anh em nào mà đã có một cái thâm niên sử dụng nước hoa. Tuy nhiên nó lại là một trong những sự lựa chọn mình nghĩ là không phải là tệ cho những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Đó, Kenneth Cole Mankind Hero. Chai nước hoa thứ 3 là một sản phẩm của nhà Halloween. Ở đây thì mình chưa kịp lấy chai kia về bởi vì mình cho mượn. Nhưng chắc chắn không phải là Man X mà đây đó là Halloween Man Shot. Một tông mùi hương giữa Iris, một chút ngọt và một chút ly cocktail. Khi mà các anh em xịt chai nước hoa Halloween Man Shot thì chúng ta có thể thấy nó là đó là Dior Homme Prada Loam, đại khái những cái chai nước hoa mà có cái tông diên vĩ và Halloween Man Shot cũng là theo cái style mùi như thế. Do vậy nếu như các anh em nào thích cái tông mùi của diên vĩ, thích một cái mức giá mức độ vừa phải thì chúng ta có thể tham khảo sản phẩm của nhà Halloween. Nó đấy là chai nước hoa có tên là Halloween Man Shot. Vì ở đây là mình chưa kịp lấy về cho nên mình là sâu tạm chai Man X. Man X cũng là một chai cà phê giá rẻ cũng rất là tốt. Thế nhưng mà mình đã nói chai nước hoa này rất là nhiều rồi thì bây giờ lấy một em khác ra, đó là Man Shot, một chai nước hoa tông mùi diên vĩ. Chai nước hoa thứ tư đó là Lalique Encarnon Sport. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của Lalique Encarnon. Nó vẫn là theo một cái tông mùi dạng kiểu woody, tông gỗ. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì nó đã tươi hơn, nó trẻ trung hơn bởi vì nó có sử dụng một số nốt, cái nốt hương hoa bưởi, và nếu mình nhớ không nhầm thậm chí nó có cả si nốt. Nhưng mà đại loại khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này thì nó sẽ tươi trẻ hơn. Mình thấy rằng thì nói thế nào nhỉ,
khi mà chúng ta một tầm khoảng tầm 28-30 đi, và chúng ta thích một cái tông màu mà nó dạng kiểu lịch sự, classic, nó hơi cổ điển một chút, nó không hợp với các anh em nào tuổi trẻ. Mà ở đây chúng ta một cái tông mùi lịch sự classic thì Encrenor Sport là một cái chai nước hoa như thế, rất là thích hợp, rất là thích hợp. Nó không phải dạng như kiểu như Light Blue Forever, rất là trẻ trung, rất là năng động, tươi mới. Còn là chai nước hoa này thì nó hơi classic một chút, do vậy mình nhắc lại nó không phải là dành cho các anh em trẻ trung kiểu dạng như thế. Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Burberry và nó có tên là Weekend. Show cho các anh em. Đây là một chai nước hoa có tông citrus kết hợp cùng với hoa ivy, mình hình như hoa thường xuân hay là cái gì ấy. Đại loại rằng khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ nhận được đó là tông citrus kết hợp cùng với mix cùng với green, cái nốt green, nốt xanh của lá hoa thường xuân, rất là ok. Bởi vì đây là chai nước hoa của mình là bản vintage đó, và hiện nay thì chai nước hoa này đã bị reform thì mình không rõ rằng là cái nốt green đấy nó còn giữ hay là nó bị giảm đi hay là nó tăng lên. Nhưng dù có như thế nào thì nếu mà chúng ta thích một cái chúng ta tìm một cái tông mùi citrus mix cùng với một chút green, bởi vì thông thường thì có nhiều chai citrus thì nó lại quá là thuần citrus, kiểu một dạng kiểu một tông mùi cam chanh thuần mà thôi. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó là một dạng kiểu citrus và mix cùng với một chút green, cũng khá là thú vị. Anh em nào đang cần tìm một cái tông mùi mùa hè thì Burberry Weekend chúng ta có thể tham khảo. Tuy nhiên mình nhắc lại, đây là bản vintage, bản này của mình là bản vintage, cho mình không rõ là bản mới hiện tại hiện nay reform thì cái mức độ thay đổi mùi nó như thế nào thì mình không biết. Ok, chai nước hoa thứ 6 đó là Paul Smith Rose. Đây là một chai nước hoa mùi hồng xứng đáng đến từng xu mà chúng ta bỏ ra để sở hữu. Nó có thể ngửi như tương tự như là Dietrich Rose hoặc là MFK Ala Rose. Tất nhiên thì không thể đòi hỏi nó là phải vượt trội hơn những sản phẩm đấy. Tuy nhiên với cái mức giá mà chúng ta bỏ ra để sở hữu và một cái tông mùi hồng không bị quá hóa học, nhẹ nhàng và tươi, một vị hồng tươi, thì đây, Paul Smith Rose sẽ là một sự lựa chọn thú vị. Ok. Và cuối cùng đó là một chai nước hoa của nhà Guess và nó có tên là 1981 Indigo. Chai nước hoa này với cái tông mùi chủ đạo đó là dừa. Một tông dừa thì nó sẽ rất thích hợp cho các anh em nào đi biển một ngày hè và chúng ta thích một cái mùi hương nó có liên quan đến những cái gì đấy của những ngày hè, của những bữa tiệc thâu đêm ở ngoài bãi biển, của những cái gì giống như carnival, hát hò. Một cái tông mùi dừa rất là thích hợp với những ngày đi biển thì 1981 Indigo là sẽ là một cái mùi hương như thế. Rất là thú vị. Anh em nếu mà có dịp thì chúng ta cũng nên thử thẩm chai nước hoa này. Đó, một sản phẩm của nhà nước hoa Guess. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa mà mình thấy rằng đó là Best Cheap Fragrance. Đó, mình rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share. Và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo nhé. Ok, bye bye.